Nguyễn Bạc sinh 924 mất 7 tháng 11 năm 979, hiệu Định Quốc Công, là khai quốc công thần nhà Đinh, có công giúp Đinh Tiên Hoàng đánh dẹp, chấm dứt loạn 12 sứ quân vào thế kỷ 10 trong lịch sử Việt Nam. Do lập công lớn, ông được vua Đinh phong là Định Quốc Công, vị trí như chức tể tướng của các triều đại sau này. Ông là một trong số những người tận trung với nhà Đinh, đồng thời là bạn đồng hương, sinh và mất cùng năm với vua Đinh Tiên Hoàng. Dân gian xem ông và Đinh Điền là những biểu tượng của tinh thần hào hiệp, trượng nghĩa và trung thành. Theo các gia phổ họ Nguyễn và tài liệu lược sử họ Nguyễn tại Việt Nam, ông được tôn là bậc tiền thủy tổ họ Nguyễn chính thống ở Việt Nam. Theo sách Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả, ông được xem là thủy tổ của dòng họ Nguyễn Phúc sau này lập ra dòng chúa Nguyễn ở miền Nam năm 1569 dưới thời Nguyễn Hoàng và triều đại nhà Nguyễn năm 1802 dưới thời Nguyễn Phúc Ánh. Ông được Việt Sử Tân Biên liệt vào danh sách Giao Châu Thất Hùng, tức bảy anh hùng người Giao Châu gồm Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn, Lê Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Phạm Hạp và Phạm Cự Lạng. Theo sự tích Định Quốc Công Nguyễn Bạc của các giáo sư Nguyễn Đình Điền và Nguyễn Đình Chi thì Nguyễn Bạc là con cụ Nguyễn Thước, một nha tướng của Dương Đình Nghệ, ông có người anh trai là Nguyễn Bồ và người em trai là Nguyễn Phục. Tương truyền Nguyễn Bạc thời thanh niên là người giỏi võ nghệ và có sức khỏe phi thường. Ông từng dùng tay không bắt sống cọp đem bán cho các hào phú. Tính tình ông thẳng thắn, bộc trực nhưng rất thương dân. Theo sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Nguyễn Bạc là người Động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng, Đại Cồ Việt nay vẫn là Động Hoa Lư thuộc xã Gia Hưng huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình. Thuở nhỏ, ông đã cùng kết bạn với Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Điền, Trịnh Tú và Lưu Cơ. Trong đó, mối quan hệ của bộ ba Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Bạc Đinh Điền có gốc rễ keo sơn từ lúc Cờ Lao tập trận, chứ không phải khi đã trưởng thành mới kết nghĩa đào viên như bộ ba Lưu Bị Quan Vân Trường Trương Phi ở Trung Hoa thời Tam Quốc. Nếu như Đinh Bộ Lĩnh được sử sách đánh giá là tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, Đinh Điền là người điềm tĩnh, thận trọng và thông thái thì Nguyễn Bạc là người thẳng thắn, bộc trực và hăng hái. Tính cách của Nguyễn Bạc mô tả qua việc ông giết Đỗ Thích trả thù cho Đinh Bộ Lĩnh và đánh dẹp các sứ quân Nguyễn Siêu, Phạm Bạch Hổ và Kiều Công Hãn. Thần phả ghi ông có ba người anh em cả ruột thịt và kết nghĩa là Nguyễn Bồ và Nguyễn Phục và Hoàng Định. Trước đó Hoàng Định vốn là người thuộc Kiều Công Hãn sứ quân tại Phong Châu, sau vì Nguyễn Bạc kêu gọi mà bỏ theo về với Đinh Bộ Lĩnh. Khi Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn tử trận năm 965, các sứ quân nổi dậy. Cả bốn anh em họ làm tướng đi theo Đinh Bộ Lĩnh hùng cứ ở Hoa Lư. Đinh Điền, Trịnh Tú và Lưu Cơ cũng tham gia vào lực lượng này. Đóng góp trong công cuộc dẹp loạn 12 sứ quân, Nguyễn Bạc là người chiêu mộ nhiều võ tướng giỏi như Bạch Tượng, Bạch Địa, Đỗ Đài và năm anh em họ Phí ở Động Phí, Ứng Hòa, Hà Nội, Lê Khai, Nguyễn Tấn, Nam Định, Lý Chí Thắng, Hải Dương, anh em Lý Phả, Lý Hoàng, Lý Quảng, Hải Phòng, anh em Nguyễn Viết, Nguyễn Sùng, Nguyễn Thiện và anh em Lý Đài, Lý Châu, Lý Quốc cùng với sứ quân Phạm Bạch Hổ, Hưng Yên, để đưa họ gia nhập lực lượng của Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư. Theo thần phả, khi đánh dẹp sứ quân Nguyễn Siêu, Nguyễn Bồ và Nguyễn Phục cùng hai tướng khác bị tử trận. Đinh Tiên Hoàng liền truyền Nguyễn Bạc làm tiên phong, cùng với Hoàng Định, Đinh Điền và Lê Hoàn đem quân đánh báo thù, kết quả diệt được Nguyễn Siêu năm 967. Những dấu tích ở Côn Sơn, Đông Triều thuộc khu vực chiếm đóng của sứ quân Phạm Bạch Hổ từng diễn ra nhiều trận đánh của tướng Nguyễn Bạc với sứ quân này. Tên núi Hun Sơn gắn với sự kiện Nguyễn Bạc dùng kế hỏa công, lợi dụng gió thổi đốt lửa hun khói vào doanh trại của Phạm Bạch Hổ, nhờ đó dễ dàng vây bắt. Ngoài trận đánh Nguyễn Siêu, Nguyễn Bạc chỉ huy các trận đánh buộc Phạm Bạch Hổ ở Đằng Châu, Hải Dương, Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm, Sơn Tây, và Ngô Xương Xí ở Bình Kiều, Thanh Hóa, phải quy thuận. Trong trận đánh sứ quân Đỗ Cảnh Thạc, Nguyễn Bạc chỉ huy cánh quân đánh vào thành trại quyền Quốc Oai. Nguyễn Bạc cư xử với Đinh Bộ Lĩnh không khác Trương Phi đối với Lưu Bị. Ông luôn cắp giáo đứng hầu mỗi khi Đinh Bộ Lĩnh bàn việc quân, hay nếm trước thức ăn để tránh cho lĩnh khỏi bị đầu độc. Khi ra trận mạc ông luôn xông pha đi đầu. Có lần Đinh Bộ Lĩnh bị trúng tên ngã ngựa, mặc cõng vua trên lưng, leo lên núi đá dựng đứng để thoát vòng vây. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng. Nguyễn Bạc được phong làm Định Quốc Công, đứng đầu các công thần, quản lý việc nội chính. Đinh Điền được phong làm ngoại giáp,
Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị sát hại. Quan Chi Hậu nội nhân là Đỗ Thích bị nghi là thủ phạm hàng đầu, sợ hãi bỏ trốn. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, 3 ngày sau, Thích khát nước khát thò tay ra hứng nước mưa uống, bị cung nữ phát hiện đi báo. Nguyễn Bạc lập tức bắt giết ngay Đỗ Thích. Ông cùng các đại thần tôn phò con nhỏ của Đinh Tiên Hoàng là vệ vương Đinh Toàn lên ngôi, tức là Đinh Phế Đế. Mẹ Phế Đế là Dương Vân Nga trở thành Thái Hậu. Tuy nhiên rất nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu sử gia mạng hiện nay lại cho rằng Đỗ Thích là người bị oan cho là trực tiếp giết hại cha con Nam Việt Vương và chủ mưu chính là Lê Hoàn và Dương Hậu, mà Đỗ Thích chỉ là Quan Chi Hậu nên bị ép buộc nhưng chưa thực hiện được ý đồ nên là đồng phạm. Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Nguyễn Bạc, Đinh Điền làm phụ chính cho Phế Đế, nhưng lúc đó Dương Thái Hậu tư thông với thập đạo tướng quân Lê Hoàn, cho Lê Hoàn làm phó vương, nắm quyền chỉ huy quân đội, chuyên quyền, tự do ra vào cung cấm. Nguyễn Bạc lo lắng bàn với các tướng, Lê Hoàn sẽ bất lợi cho, nhụ tử, chúng ta chịu ơn dày của nước, nếu không tính tước đi, giữ cho xã tắc được yên thì còn mặt mũi nào trông thấy tiên đế ở suối vàng nữa. Ông bèn cùng Đinh Điền, Phạm Hạp khởi binh, chia hai đường thủy bộ cùng tiến đánh Lê Hoàn. Nguyễn Bạc và Đinh Điền kéo quân từ Châu Ái, nay thuộc Thanh Hóa, định kéo thẳng đến Kinh Đô để giết Lê Hoàn. Dương Thái Hậu nghe tin, bảo Lê Hoàn, bọn Bạc nổi loạn, quan gia hãy còn thơ ấu, cáng đáng sao nổi giữa lúc quốc gia lắm nạn này. Ông nên tính đi, Lê Hoàn nói, tôi đây làm phó vương, quyền giữ việc nước, dù sống chết cũng xin gánh lấy trách nhiệm. Lê Hoàn liền sắp xếp quân đội, đánh nhau với Nguyễn Bạc, Đinh Điền ở Ái Châu. Lê Hoàn vốn là người giỏi dùng binh, Nguyễn Bạc và Đinh Điền không chống nổi, lại đem quân thủy ra đánh. Lê Hoàn theo chiều gió, phóng lửa đốt cả thuyền chiến. Đinh Điền bị chết tại trận, còn Nguyễn Bạc bị bắt, đưa về Kinh Đô. Trước mặt Nguyễn Bạc, Lê Hoàn kể tội ông. Đấng tiên đế mắc nạn, thần và người đều căm giận, ngươi lại nhân lúc tang tóc rối ren, đứng đầu làm giặc. Đạo tôi con đâu có như thế. Rồi Lê Đại Hành giết hại ông. Năm đó ông 55 tuổi, cùng sinh một năm và chết một năm với Đinh Tiên Hoàng. Nguyễn Bạc, Đinh Điền đã chết rồi, quân của Phạm Hạp mất tinh thần, chạy lên Hương Cát Lợi ở Bắc Giang. Lê Hoàn đem quân đuổi theo, bắt đưa về Kinh Đô, giết chết. Các đạo quân chống đối bị tiêu diệt, Lê Hoàn được sự hỗ trợ của Dương Thái Hậu và tướng quân Phạm Cự Lạng, liền phế Đinh Toàn làm vệ vương như cũ, giành lấy ngai vàng, tức là vua Lê Đại Hành, lập ra nhà Tiền Lê. Ngày nay ở Ninh Bình còn rất nhiều di tích thờ ông và Đinh Điền. Theo các nhà nghiên cứu sử học, số nơi thờ các trung thần nhà Ninh nhiều hơn số đền thờ Lê Hoàn và Dương Hậu phản ánh tình cảm của dân chúng đối với các ông. Khởi tổ dòng họ Nguyễn, nhiều ý kiến từ các chi phái thuộc hậu duệ của Nguyễn Bạc cho rằng ông chính là Đức Thái Thủy Tổ của dòng họ Nguyễn Đại Tông, theo đó Nguyễn Bạc là con trai Nguyễn Thước, một gia tướng của Dương Đình Nghệ. Cũng theo luồng ý kiến này, dòng họ có con cháu là Nguyễn Trãi và các chúa Nguyễn và vua Nguyễn sau này. Theo gia phả họ Nguyễn Đại Tông, con cháu của Nguyễn Bạc, con Nguyễn Bạc là Nguyễn Nê di cư vào làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, Thanh Hóa và là tổ tiên của các chúa Nguyễn. Đền thờ họ Nguyễn Đại Tông khởi nguyên đường ở Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình có đôi câu đối đánh dấu việc thiên cư của dòng tộc, nói lên sự nối tiếp vẻ vang của dòng họ Nguyễn và đề cao ngài Nguyễn Bạc. Dậy xuất Gia Miêu Vương Tích Hiển, Khánh Lưu Đại Hữu tướng Môn Quang, tạm dịch, cửa tướng Phúc Dày làng Đại Hữu, dòng vương nối ở đất Gia Miêu. Hiện nay ở Việt Nam, Ban Liên lạc Hội đồng dòng tộc Nguyễn Bạc đã được thành lập. Chủ tịch danh dự của Hội đồng dòng tộc Nguyễn Bạc toàn quốc là ông Nguyễn Huy Hiệu, Thượng tướng, Viện sĩ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhận định trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngô Sĩ Liên nhận định về ông như sau. Chu Công là người vương thất rất thân, giúp vua nhỏ tuổi còn không tránh khỏi những lời dèm pha phao truyền. Lê Hoàn là đại thần khác họ, nắm giữ binh quyền, làm công việc như Chu Công, thường tình còn ngờ vực, huống là Nguyễn Bạc ở chức thủ tướng và Đinh Điền là đại thần cùng họ hay sao? Bọn họ khởi binh không phải làm loạn, mà là một lòng phù tá nhà Đinh, vì giết Hoàn không được mà phải chết. Ấy là chết đúng chỗ. Nay xem lời Đại Hành kể tội Nguyễn Bạc tựa như bạch tội mình. Khi Bạc chết, ắt phải có nói một lời để bày tỏ chính nghĩa, nhưng không thấy sử chép, thế là bỏ sót.
câu đối ở Đình Ba Dân, huyện Thanh Trì viết về Nguyễn Mặc. Chính thống phủ Ninh khai đế Việt uy danh Bình Sứ Lẫm Nam Thiên. Chính thống phủ nhà Ninh mở ra Hoàng đế Việt, tiếng vang dẹp sứ quân còn lẫm liệt trời Nam. Đền thờ, thống kê của tỉnh Hà Nam Ninh cũ cho biết có tới 134 nơi thờ và phối thờ hai vị công thần Nguyễn Mặc, Ninh Điền. Đền vua Ninh ở cố đô Hoa Lư, ở xã Gia Phương, ở Ba Dân, Kim Bảng, đền vua Ninh ở Ý Yên, đền Tứ Trụ ở Tràng An, nơi nào cũng thờ Ninh Điền, Nguyễn Mặc. Các lễ hội như cờ lau tập trận, hội đền vua Ninh, đều diễn hình ảnh vua Ninh, Ninh Điền, Nguyễn Mặc, xem như những người hùng tiêu biểu cho tinh thần thượng võ dân tộc. Nhiều nơi thờ các vị thần khác mà vẫn lưu lại sự tích, có khi thờ cả Ninh Điền, Nguyễn Mặc gắn bó với nhau, được dân địa phương sùng kính, như các đền miếu ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình, chùa Long Hoa ở xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, đền chùa ở Bến Bạc Ninh Bình, đình Động Phi ở huyện Ứng Hòa Hà Nội. Chứng tỏ, hai vị sống thân thiết, chết lại không xa rời, trở thành hình ảnh tâm linh hòa hợp giữa lòng ngưỡng mộ của nhân dân. Lăng Nguyễn Mặc táng ở thôn Vĩnh Ninh, làng Đại Hữu, Gia Viễn, Ninh Bình. Lăng được trùng tu lần mới nhất vào năm Kỷ Tỵ 1989. Về đền thờ, ông được thờ ở nhiều nơi thuộc Ninh Bình, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định. Tên đường, tên tuổi của Nguyễn Mặc được đặt cho các đường phố ở nhiều đô thị như thành phố Kon Tum, Tam Điệp, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, thành phố Ninh Bình, thành phố Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội, kênh Tiểu Sử.